bảy ăn sáng thôi các bạn ơi. À, cái này á, là cái không biết sao á, dùng có thả lách trứng gà với lại thịt bò để nó làm cái hamburger chạm bánh mì buổi sáng vậy đó. Tôi thì chung không có ăn chả kia, không làm thịt bò. Bông để làm ăn cái kiểu này nó rất là gọn gọn, mềm, nó dễ ăn các bạn. Còn về gọn của tôi mình ăn bên Pháp, cái bánh mì của Pháp lại là loại kiểu của Pháp đó. Bây giờ cả tháng này không có đi chợ, không có đi quanh mặt, nhưng mà tôi thường đi kiếm mua bánh bánh mì rồi cái sườn heo đó, rồi về bây giờ cắt ra làm biếng quá. Chợ khác đó thì có thể nó cưa nó cắt ra cho mình, còn nguyên mạng thì nó không có làm cho nó. Còn Costco cũng vậy, nhưng mà nó bán số lượng nhiều quá là mình cũng chỉ có mua cái thịt bò sắn lát ở Costco thôi. Thịt bò sắn lát ít với lại cái steak nướng để ăn đó, yeah, mình ăn đấy chứ mình nó rất là ít có dịp mà thức ăn Việt Nam này nấu nó nhiều, ăn thì nó rất là ngon, ai cũng thích cái đó, đứa nào cũng thích cái đó. Mình chỉ có chi cô thì mình làm lẹ thôi, trong vòng 15 phút mà mình có cơm ăn. Còn làm mấy cái món Việt Nam khác giống như các cô tiêu, các cô tụ rồi kia cũng lâu. Thường mình chỉ ăn có món đó, thì thường mình thích ăn, ăn cái món thịt kho đó, xong rồi mình kho một đồ thật to nha, xong rồi mình phân ra đó, cái mình lấy mớ mình kho rượu rồi mình rỉa rỉa ra cứ mấy cái ăn cái gì đó. Đó mà coi mà ăn cái món Mỹ á, rõ ràng cái món xong cái hamburger đó mà ở đây là cũng cũng cái nước mắm thôi, ảnh rằng để chấm ăn, ăn chan lên ăn á. Đó rồi thôi, ngắn gọn rồi.